Tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo quốc gia kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2020 hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững do Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư châu Âu EU MUCHAP tổ chức. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương, theo quyết định số 2146 QĐ-TTg ngày 1 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai quá trình tái cơ cấu công nghiệp. Do đó, sự chuyển dịch cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp dần theo định hướng có giá trị gia tăng cao và giá trị xuất khẩu lớn. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng qua các năm. Các ngành công nghiệp lớn như là các ngành công nghiệp dệt may, da giày vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ số tiêu hao trong ngành năng lượng được cải thiện, nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phát triển. Và tuy nhiên, mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan, song theo Thứ trưởng, việc tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp chuyển dịch vẫn còn chậm. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành sản xuất trong nước. Sản xuất tăng cao chủ yếu ở một số nhóm ngành có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tại hội thảo này, các chuyên gia đã tập trung nêu lên những giải pháp về cơ cấu lại ngành công nghiệp, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, đồng thời phân tích những cơ hội, thách thức và phương hướng trong quá trình tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực ưu tiên.